Xin chào các bác. Thì hôm nay làm một cái video để test thử cái loa AVI đến từ Canada các bác nhé. Đấy, thì em test cái loa này thì dùng có vang GD V5. Em test gì vào thôi, em hát không hay nhưng mà test thử cho các bác nghe cái chất nhá. Một con đẩy 4 kênh, một U, một cái mic ở DB thôi. Đấy, rất đơn giản đúng không? Một đôi loa AVI. Trầm thì em đánh vào con trầm, trầm thì em đang chơi con trầm này. Đấy, cắm con trầm này. Con trầm này chính là con trầm Italy, con Pro L. Đây là cái tiếng mic các bác này, 1267 và em sẽ ngồi thì em sẽ test thử cho các bác nhá. Không hay thì các bạn cố nghe một chút vậy. Nếu muốn thấy hay thì em cho em xin một lần. Hôm nay em test thử một đoạn nhạc trẻ đi. Một bản nhạc trẻ để các bạn nghe cái lời mic ngồi rất gần không rít các bác ạ, rất gần không rít và em để rất là to. Đấy, các bác đọc vào đấy thì nó sẽ có hú hú một tí vì thực ra nó sát loa, còn ngồi cách loa đây là khoảng tầm 5-70 phân như này này ok. Đấy, em để cái mức âm lượng nó vừa phải, mọi thứ nó vừa phải thì ngồi này rất ok. Tạm biệt em đã lâu, sắp về đến nhà, mà trong anh còn bao dấu nắng. Nhà anh không thật xa, mới đây mà anh đã thấy trong vắng tương tư bởi vì em là. Các bạn nghe vào đó hay không? Em đã thiết thân mây rông. Em đã sáng trời rồi sáng, có em anh nào đâu dám mơ. Dẫu cho với tình yêu chưa, vết thương của em vẫn còn. Đừng đó anh đợi mà, em mới bao lâu mới đến ngày mai. Đêm nay tại sao lại trôi quá dài, đường về một mình chẳng còn em ai. Nhưng đường mình đi mãi đây, chẳng có đôi môi giây phút nào, dù chẳng còn đặc biệt với ai đó. Em nhạt nhòa giữa đám đông, nhưng với anh là tình tú dẫn lối anh trong sương mù. Em giống như một ca khúc để tạo ra tất cả dành cho đã thiên thần may mắn. Em đã sao trời rọi sáng, có anh em nào đâu dám mơ. Dẫu cho với tình yêu chưa, vết thương của em vẫn còn. Đừng nói anh đợi mà, em mới bao lâu mới đến ngày mai. Đêm nay tại sao lại trôi quá dài, thường về một mình chẳng còn em ai. Như đường mình đi một giây phút nào, dù chẳng còn đặc biệt với ai đó. Em nhạt nhòa giữa đám đông, nhưng với anh là tình tú dẫn lối anh trong sương mù. Em giống như nguồn cảm hứng để tạo ra tất cả dành cho em. Các bạn nghe nào, em hát thực sự là em hát không hay nhưng các bạn nghe cái chất mic, cái vocal nó thể hiện được ở trên cái loa này những cái đôi loa mà chất âm rất là tốt thì nó sẽ thể hiện được cái gì và nó rất là bay bổng mượt mà. Còn đối với những cái loa mà các bác nó kém chất lượng, tiếng nó bì, thì khi các bác thể hiện ra thì tiếng gì vào nó sẽ không thể thoát, nó sẽ không thể mịn, nó không thể sâu được. Đấy, thì đây cũng là một cái đôi loa rất là hầm hí ở trong phân khúc các bác ạ. Dưới 20 triệu mà các bác được sở hữu một đôi loa đến từ Canada, made in Canada, được sản xuất và lắp ráp tại Canada các bác nhé. Rất là hợp lý thôi. Đôi này thì hiện tại em đang bán với giá là 19 triệu. Mà các bác muốn biết thông tin chi tiết hơn thì các bác có thể liên hệ Zalo 0978 790 65. Em sẽ gửi chi tiết về cái rút ngang cho các bác cùng xem. Cái này thì em đã có video rồi, có video trước rồi. Thì đây cũng chỉ là một cái video chia sẻ thêm về chất âm để các bác có thể là nghe và đánh giá các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.